cần tiếp tục mạnh tay và minh bạch. Khóa là đúng. Sự việc khóa kiếm tiền trên YouTube và vô hiệu hóa tính năng bình luận đang là chủ đề nóng trên khắp các cộng đồng người làm YouTube tại Việt Nam trong tuần qua. Nhiều YouTuber bất ngờ bị khóa tính năng kiếm tiền, trong đó có khá nhiều kênh sở hữu đến hơn 2 triệu lượt theo dõi. Nguồn tin riêng của dân trí cho biết, đây là một chiến dịch lớn của Google nhằm dọn dẹp thị trường nội dung số tại Việt Nam. Chiến dịch này đang được thực hiện khá giáo diết và quyết liệt. Đây được xem là một động thái rõ nét nhất của YouTube từ trước đến nay trong việc làm trong sạch nội dung số tại Việt Nam. Chiến dịch này đang nhận được sự đồng thuận từ phía người dùng lẫn giới chuyên gia. Nhà báo Phạm Hồng Phước đánh giá cao động thái mới từ YouTube và cho rằng đó là một tín hiệu tốt để cảnh báo đến những người làm nội dung video trực tuyến tại Việt Nam. Qua những động thái vừa qua, tôi nghĩ Google đang tiến hành bước mới trong nỗ lực dọn dẹp, làm lành mạnh hóa môi trường của mình. Họ làm quyết liệt từ cả đối tác lớn như IE và các kênh YouTube độc lập. Nhà báo này chia sẻ Nhà báo Lê Mỹ cũng đồng thuận với ý kiến trên và cho biết, việc tắt kiếm tiền các kênh bẩn là điều Google nên làm để làm trong sạch môi trường Internet tại Việt Nam. Đây là một việc cần được ủng hộ và cho thấy Google đã biết lắng nghe các cơ quan quản lý trong nước. Đánh giá về động thái mới của YouTube, ông Huỳnh Thanh Phi, giám đốc công ty tiếp thị Leo Brothers cho rằng, YouTube đang cho thấy họ không làm qua loa, họ đã thực lắng nghe các phản ánh và báo cáo của người dùng Việt Nam trong thời gian vừa qua. Sự xuất hiện của một số nền tảng video khác tại thị trường Việt Nam cũng là một phần áp lực để YouTube cần có những hành động cụ thể giữ chân người dùng, giữ chân các nhà sáng tạo nội dung sạch, những người giúp cho nền tảng này phát triển bền vững. Về phía các nhà sáng tạo nội dung, mặc dù việc khóa kiếm tiền có thể ảnh hưởng đến tâm lý người làm video nhưng hầu như đều tán thành chiến dịch này, ông Quang Trí, quản lý một số kênh YouTube tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đó là một chiến dịch cần để sắp xếp lại thị trường và hoàn toàn ủng hộ để bảo vệ nhiều nhà sáng tạo nội dung khác ông Đào Hải, một nhà sáng tạo nội dung về phim ảnh cũng ủng hộ chiến dịch loại bỏ kênh bẩn, nội dung bẩn để bảo vệ người làm nội dung chân chính. Nhưng cần minh bạch hơn. Theo ông Quang Trí, mặc dù là ủng hộ chiến dịch của YouTube nhưng ông này cho rằng, YouTube cần phải ra soát thật kỹ và quy định đưa ra phải thống nhất khi khóa kênh thì người làm nội dung mới phục. Ý kiến của ông Trí có thể xem là ý kiến chung của khá nhiều người làm sáng tạo nội dung và những người làm chuyên môn tại Việt Nam. Theo quan sát của dân trí, nhiều kênh YouTube khác ở Việt Nam cũng đang tiếp tục lọt vào tầm ngắm của Google. Trong vài ngày qua, nhiều kênh lớn nhỏ ở Việt Nam cũng thông tin cho người theo dõi của mình về việc bất ngờ bị tắt kiếm tiền trong video chia sẻ. Nhiều YouTuber cho biết không hiểu lý do sao mình bị khóa tính năng kiếm tiền. Mới đây, chủ kênh YouTube Sang TV đã đăng tải một video tâm sự về việc bị tắt kiếm tiền. YouTuber này cho biết khá buồn và không hiểu lý do gì mà YouTube lại tắt kiếm tiền của kênh. Chủ kênh này đoán giả đoán non chắc bị vi phạm chính sách cộng đồng hoặc bị người dùng report, báo cáo. Từ đó, YouTuber này mong người theo dõi của mình. Hãy ngừng report, người thả dislike, không thích, vì đang làm nội dung sạch, nội dung chia sẻ về cuộc sống xung quanh mà người này cảm nhận được. Do đó, ông Quang Trí cho rằng, YouTube nên có quy định rõ ràng, những lý do cụ thể hơn để người làm nội dung số tại Việt Nam biết và tránh. Từ đó sẽ làm hạn chế được rất nhiều nội dung độc hại, ảnh hưởng đến người xem. Nhà báo Lê Mỹ cũng chung nhận định, tôi nghĩ YouTube cũng cần phải làm một cách chặt chẽ vì nếu tắt nhầm kênh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người sáng tạo nội dung. Bạn có thể thấy, kênh phổ thông, bình dân khác với sàm, mà sàm có khi chỉ tào lao, mang tính giải trí chớ không xấu và độc hại. Vấn đề là YouTube phải làm minh bạch, rõ ràng, nhà báo Phạm Hồng Phước nhận định và cho biết thêm, bất luận thế nào, đây là một động thái cần có và thiện lành, nó còn giúp bảo vệ các nhà sáng tạo nội dung chân chính. Gia Hưng